Hai tàu chiến Ấn Độ hôm 30 tháng 5 đã cập cảng Cam Ranh để thực hiện chuyến viếng thăm 4 ngày. Báo Business Standard số ra hôm 30 tháng 5 tường thuật rằng khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Sapura và tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kerch nằm dưới quyền chỉ huy của chuẩn đô đốc SV Bokhare, tư lệnh hạm đội miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ. Mục đích của chuyến thăm là để thể hiện chính sách hướng Đông của Ấn Độ và sự hiện diện thường xuyên hơn của các tàu chiến trong vùng biển đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng trong khu vực. Theo nguồn tin cho biết, trong thời gian lưu lại Việt Nam, tàu chiến Ấn Độ sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam để củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Ngoài ra, có nhiều khả năng các tàu Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập chung với Hải quân Việt Nam. Theo Business Standard, quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được siết chặt trong thời gian gần đây nhờ sự gia tăng quan hệ kinh tế và sự đồng thuận cao hơn về các vấn đề an ninh khu vực. Ấn Độ hiện đang nằm trong danh sách 10 đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam.